Chào tất cả các anh em nhá. Hôm nay này em lại lên mấy con máy điện thoại mà giá rẻ, cấu hình cao cho anh em. Ok. Máy này là Samsung A90 5G anh em nhá. Máy bản Hàn, một SIM. Con này thì cấu hình là RAM 6 bộ nhớ 128. Chip 855 anh em nhá. Màn 6.8, pin 4500. Ok. Máy thì em về đủ loại anh em nhá, từ màn đẹp này, màn ám này, máy phẩy, máy đẹp đủ hết nhá. Con này thì giá từ 2,5 triệu. Đây, như con này màn lưng vỡ này, màn lưu ảnh 2,5 triệu anh em nhé. Giá cực kỳ rẻ trong cái cấu hình này, anh em cài game thì ok luôn. Đây, con này ám nhẹ, con này ám này chứ không lưu ảnh này. Đây, anh em, ám nhá, vỏ phẩy, vỏ hơi phẩy nhá. Con này thì bán 2,7 triệu anh em nhé, 2,7 triệu. Còn màn đẹp cũng có anh em nhé, màn đẹp này. Màn đẹp này anh em nhé. Màn đẹp thì 3,6 triệu, 3,8 triệu anh em nhé, tùy loại. Ok, thì anh em cần máy gì thì cứ inbox cho em nhé.